Sao? Clip đồ ăn rẻ tiền hả? Mày nói gì? Mới có lương? Thiệt không? Bữa nay mình có lương rồi các bạn. Và đây là quảng cáo. Nếu mà các bạn quan tâm đến con Huawei P30 Pro này thì Gấu sẽ để được link phía bên dưới. Các bạn hãy nhấp vô, nhớ nhấp vô nha, nhớ nhấp vô nha. Các bạn nhấp vô thì Gấu mới có thật nhiều tiền để có thể đi ăn và review các bạn. Nhớ nha, Gấu để bên dưới đó, nhớ nha, làm ơn. Ok, và chào mừng các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Ban đầu mình đã nói là hôm nay mình sẽ có lương rồi, thoát khỏi những cái ngày mà sống khắc khổ. Hôm nay Gấu muốn dẫn các bạn đến ăn một món khá là sang trọng tại quán Guru. Đó, một quán sport bar các bạn. Khi mà các bạn nhìn vào quán này thì các bạn cứ cảm giác như đây là có thể là một quán bar, một quán kiểu như để chúng ta. Nhưng mà không phải đâu các bạn, đây là một quán quán ăn. Và gọi là một quán bar luôn, tức là vừa là quán ăn mà vừa là quán bar, mà cũng có thể gọi ngược lại là vừa là quán bar và vừa là quán ăn, vừa là quán bar, vừa là quán ăn và vừa là quán ăn, vừa là quán bar. Thì hôm nay Gấu sẽ dẫn các bạn đi ăn một món rất là đặc biệt luôn, mà Gấu thấy là như là Sài Gòn ấy, bữa nay là cứ nhắc đến món này hoài, đó chính là món bistec bàn ủi. Khi món ăn mới ra đó thì một chiếc bàn ủi, mà bàn ủi cổ các bạn, bàn ủi xưa ấy là xưa, hồi xưa là xưa luôn, thì được đựng trên một cái khay muối. Thì mình có hỏi các bạn nhân viên là chị ơi, chị đựng cái bàn ủi trên cái khay muối để làm gì? Thì chị nhân viên mới nói với Gấu là đựng lên để mục đích là giữ cho cái nhiệt ở dưới đáy bàn ủi á, nó được gọi là nó được đều, nghĩa là nó được tích tụ nhiều thiệt nhiều ở dưới cái đáy bàn ủi. Cái miếng bò đi ra thì người ta sẽ để bơ lên đây, họ sẽ lấy bàn ủi và họ ịn lên đây, đó là ịn lên đều hai mặt và để làm cho miếng bò nóng hơn, tươi hơn. Về cảm quan ban đầu của Gấu á, khi mà nhìn vô thì thấy rất là hấp dẫn, bởi vì nguyên miếng ủi đè lên miếng bò nhụm lên, nhìn rất là ngon và bắt mắt. Còn bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức coi cái món bò này có gì đặc biệt, có gì hấp dẫn mà dạo gần đây thấy tất cả các bạn đều muốn gọi là Gấu đi ăn thử cái món này, và nhiều YouTuber khác cũng đã đi ăn món này rồi. Bây giờ mình thử nha, ăn thôi, ăn rồi, ăn rồi, ăn nha. Miếng bò này á thì rất là to các bạn, Gấu có gọi miếng bò này là 6/9 và 4/6. Rất là chất lượng luôn, một miếng bò to chắc cỡ khoảng 10 cm. Miếng bò này thì mình nhìn bên ngoài thì thấy rất là tươi và rất là ngon, kiểu như là bò chất lượng á. Một cái phần bò như vậy á có giá là 600.000 với một miếng bò to, hai loại nước sốt và một cái rau trộn, và kèm theo đó là một ít khoai tây các bạn. Đây, khoai tây. Khoai tây này là một dạng khoai tây mà chúng ta không phải là khoai tây chiên bình thường đâu, mà nó là cái củ khoai tây xong nó sắc ra và chiên luôn cả với vỏ. Nó gọi là khoai tây muối. Lâu lắm mới ăn qua đây này. Thông thường á thì bò sẽ được ăn kèm với tỏi nè các bạn, cái hương vị nó sẽ kiểu đậm đà hơn. Nên là đầu tháng rồi nên là chúng ta sẽ ăn thật là sang các bạn ơi. Các bạn nhớ không Gấu nha, khi mà trên bàn mà có một cây dao và một cây nĩa thế này thì chúng ta sẽ cầm cây nĩa ở bên tay trái và cầm cây dao ở bên tay phải. Đó, rồi nó sắc ra. Cái nước sốt mà họ cho mình nó đó là cái nước sốt tiêu đen. Cái nước sốt này hình như là có bỏ rượu vô nữa, khi mà ăn vô chúng ta cảm thấy mùi rượu vô đó. Để mình sẽ thử ăn thử cái miếng bò mà không có nước sốt. Thịt bò rất là ngon các bạn, và cái độ dai của bò mình rất là thích cái độ dai này, bởi vì nó dai vừa phải, và khi dai kiểu này á thì chúng ta sẽ ăn sẽ không bị ngán. Thứ nhất, thứ hai nữa, nếu mà quá dai á thì chúng ta ăn sẽ rất là mỏi miệng, nhưng mà đây là dai vừa phải, ăn rất là thích. Mình thích cái kiểu bistec kiểu này.
kết đó, nó là một cái văn hóa luôn các bạn. Mình chỉ rành về đồ ăn Việt Nam, những cái món thuần tí thôi, chiên nấu xào. Nhưng mà Tết đó mình cũng được đi ăn chỗ này chỗ nọ, nên là mình cũng có một ít gọi là cái sở thích riêng của mình. Mình sẽ thử làm một miếng này luôn các bạn. Cái nước sốt này ngoài như gấu ngửi thấy mùi rượu ra thì nó còn có một mùi, nó chính là mùi mật ong. Em chấm vô thì các bạn sẽ cảm thấy mùi mật ong trong đó. Mình ước mình là một người có khả năng uống rượu được. Bởi vì á, khi mà ăn steak mà chúng ta uống kèm với rượu vang á thì rất là ngon các bạn. Một văn hóa luôn á. Xịn lắm luôn các bạn, tưởng tượng nha, một người cầm miếng steak lên, sắp uống một ít rượu. Cái mùi rượu vang á mà nó hòa chung lại với lại cái miếng steak, thường là người ta ăn là 5/9, 5/ sống, thì nó sẽ rất là ngon. Các bạn thử một lần, các bạn thử cực kỳ ngon. Mình nói rồi á, steak mình sẽ không có nói nhiều được, bởi vì steak không có quá nhiều thứ để nói các bạn ngon hay không ngon thôi. Và với mình thì đây là một miếng steak khá là ngon. Mình sẽ làm miếng rau mới được, nãy giờ ăn nhiều thịt quá. Ở đây thì có một chung nữa là mọi người quán sẽ cho mình một ít rau trộn ngon. Nói là các bạn mà ăn á thì các bạn nên cắt nhỏ ra như vậy nè, các bạn ăn sẽ ngon hơn. Còn các bạn ăn mà cả miếng, gấu bản thân gấu thì gấu thích ăn cả miếng, nhưng mà các bạn ăn nên cắt nhỏ là chúng ta sẽ cảm nhận được tốt cái mùi vị của bò hơn. Và kể cả luôn cả phần nước chấm này, khi chúng ta cắt nhỏ ra chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ ngọt, và từng cái sớ thịt nó sẽ được lưỡi, răng và cả khoang miệng chúng ta cảm nhận. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái độ tươi ngon của miếng thịt. Nếu mà chúng ta ăn cái miếng to quá thì cái việc chúng ta phải làm đó chính là phải nhai rất là nhiều, và nhai thật khủng khiếp luôn. Gấu thì thích kiểu đó thôi, còn nếu mà ăn đúng, ăn mà hợp lý thì các bạn nên là cắt từng miếng thịt nhỏ và các bạn ăn. Thật sự đầu tháng tự thưởng cho mình một miếng bít tết cực kỳ ngon và cực kỳ lạ, với một cách chế biến khá là bắt mắt, để một cái bàn ủi ta đùng lên nóng, thiệt là nóng lên trên một cái miếng thịt, và khói bốc nghi ngút luôn các bạn. Thấy được lúc đầu á, khói bốc nghi ngút xèo luôn. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ cách trang trí đến hương vị và đến chất lượng của miếng thịt, kèm theo với những cái loại nước sốt ở đây. Nước sốt ở đây thì nó đánh giá là làm hơi mặn so với lại cái khẩu vị của mình. Nó là cái khẩu vị riêng của gấu thôi. Có thể là những bạn mà ăn hơi lạc một xíu thì có thể thấy cái nước chấm ở đây nó sẽ rất là ok. Nhưng với gấu thì nó đã hơi mặn một xíu, nhưng không sao. Bởi vì mọi thứ đã được miếng thịt bò cứu vớt lại, miếng thịt bò rất là ngon. Và các bạn cảm thấy thế nào về món bò bistec bàn ủi thì để lại comment bên dưới cho gấu viết nha. Và clip cũng đã hết rồi, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu clip hay, hãy like, share và subscribe cho gấu to, và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống lại với nhau. Và chúc các bạn có một tháng làm việc thật là nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.